Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Cái phần mà rửa lốp xe là mình mới hoàn thành xong. Và bây giờ thì sẽ tới cái phần mà rửa xe chính này. Đó. Trước tiên là phải rửa lốp xe, xong rồi sau đó mới rửa xe cho nó sạch nha. Đó, phần rửa xe chính á thì sẽ có hai phần. Một á, là rửa không chạm. Rồi sau khi rửa không chạm cho những cái mà bùn đất nó ở trên xe nó rớt xuống bớt đá rồi á, thì bắt đầu mình mới rửa tay lại thì nó mới sạch được. Đó, chứ các bạn nếu mà các bạn rửa tay luôn á là sẽ bị xước rất là nhiều. Đó, còn nếu mà lười mà rửa không chạm không á thì nó cũng không được sạch. Đó, cho nên là vẫn phải bắt buộc phải hai phương pháp nhá. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu kỹ này. Thì cái sản phẩm này á là cái sản phẩm để dùng cho rửa không chạm này. Đó, nó gọi là Mega Snow Job. Đó, thì cái này á sẽ dùng với cái này. Đó, pha nước xong đổ cái này vào đây là nó sẽ tạo ra bọt. Mà bọt này là bọt siêu đặc luôn á. Nó rất là tốt luôn. Đó, rồi sau khi mà dùng xong cái này rồi á thì cái bắt đầu mình xịt nước qua. Xịt nước qua xong cái bắt đầu pha. Pha cái này. Đó, pha cái này vào trong cái thùng này. Đó, trong cái thùng này thì cũng như cái thùng lốp lúc này. Đó là có cái để chăn mấy cái chất bẩn này. Đó, thấy chưa? Rồi khi đó rồi mình sẽ dùng cái này. Đó, để nhúng vào đây để mình rửa xe. Mà khi mà rửa xe bẩn á thì bắt đầu mình cho vào cái thùng này. Cái thùng này là cái thùng mà giống như mình để vắt cái khăn á cho nó sạch. Đó, cho chất bẩn qua đây trước. Xong rồi bắt đầu mình nhúng vào đây để cho xà phòng lại. Xong rồi bắt đầu mình chui xe tiếp. Ok, thì bây giờ trước khi mình xịt cái này á thì mình sẽ chuẩn bị hai cái thùng này cho nó sẵn sàng đã. Xong rồi bắt đầu mình sẽ quay qua mình xịt cái này. Cái chai này á là 1 lít. Thì bây giờ mình sẽ đổ vào trong này á là 900ml nước bình thường. Rồi mình sẽ pha thêm 100ml cái snow job này nữa. Rồi mình lấy được 900ml nước bình thường rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái chai này mình đổ vào 100ml. Khi các bạn đổ 100ml cái snow job vào đây rồi á thì các bạn nhớ lắc kỹ nhé. Rồi đóng cái này lại. Đó là xong. Là chút nữa chỉ cần gắn cái này vào cái máy bơm nước nữa thôi là xịt ra bọt và hợp lý. Rồi bây giờ mình đổ nước vào đấy nha. Cái thùng này á, là chỉ là cái thùng tráng khăn thôi, cho nên là mình sẽ đổ đầy nước. Còn như thùng này mình chỉ mới để một nửa thôi. Để bây giờ mình bỏ tiếp cái xà phòng này vào này. Đó, bây giờ mình sẽ đổ 1 năm này vào trong cái thùng này nha. Xong rồi á, các bạn mở nước tráng lại bằng cái này. Các bạn thấy bọt lên ghế chưa? Đó, cái phần chuẩn bị là xong rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị qua rửa này. Bây giờ để lắp cái này vào cái súng á thì mình phải tháo cái đầu này ra. Rồi bây giờ mình gắn cái súng này vào rồi. Bây giờ mình sẽ xịt thử cái bọt nó đủ dày chứ nhá. Đó, bọt như vậy là ok rồi đó. Thì á, cái bọt này á là các bạn phải xịt từ dưới xong xịt lên trên. Là mục đích là để vì đường dưới á là luôn 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 bẩn nhất. Đó, thì mình xịt trước để cho đường dưới là mấy cái bụi bẩn, mấy cái bùn nó rả ra trước xong rồi mình xịt trên. Nhưng mà khi các bạn mà rửa tay á phải rửa từ trên xuống, tại vì đường trên là sạch hơn phía dưới. Ok. Đây các bạn thấy cái bọt nó ra đẹp chưa, nó đặc chưa. Đó. Rồi mình sẽ xịt những cái chỗ còn lại này. Đó, bên này cũng tương tự như vậy. Mình sẽ xịt ở phía dưới này trước, xong rồi xịt dần đi lên.
Rồi, sau này cũng như vậy nhá. Đó, thì cái bọt này á, cho nó ngấm như vậy cả khoảng 1-2 phút xong cái bắt đầu. Đừng có để nó khô là được, giống như hôm nay trời lạnh thì mình sẽ để cho nó ngấm thêm để cho bụi nó ngấm nó rà ra bớt. Còn những ngày nóng á thì nên xịt trước khi nó bị khô nhá. Mục đích của mình rửa cái mà rửa không chạm như thế này á là để cho bùn với là đất là dính lên xe nó rớt xuống bớt. Cho nên là các bạn đừng hy vọng là rửa cái không chạm này là xe nó sạch liền nhá. Mình vẫn phải rửa tay thêm một lần cuối cùng nữa. Bây giờ mình đợi cho bọt nó ngấm thêm tí nữa xong bắt đầu mình xịt lại này. Thì khi mà mình xịt lại á thì sẽ phải xịt từ trên xuống. Mà để mình lấy thêm cái thang nữa. Thì xe mình là nó cao quá. Đấy, như xe mình là mình phải đứng trên cái thang này mới chơi được này. Rồi cái phần rửa không chạm á là mình đã rửa xong. Bây giờ mình sẽ tới phần kia rửa tay nhá. Thì khi mà cái khăn đang còn sạch á thì mình hay chùi mấy cái đèn trước. Chứ không đến khi khăn nó bẩn á mà lấy chùi đèn á, nó sẽ bị xước. Đó, thì mình sẽ nhúng vào đây. Các bạn đừng có lấy cái này mà chùi tiếp cái đèn tiếp theo nhá. Phải nhúng cái khăn này ạ, nhờ nó có bị bẩn gì á. Đó, nó không bị xước cái đèn bên kia. Xong nhúng lại xà phòng. Rồi. Có bên này. Này các bạn thấy không? Mấy cái con mà thiêu thân á là chết nó bẩn này. Đó, bây giờ mình sẽ chùi. Mấy cái này chùi hết sức nhẹ tay là nó ra chứ không cần phải chùi mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ ra chùi hai cái đèn ở sau nữa. Làm như thế này á thì đèn của các bạn sẽ đỡ bị xước hơn. Đó. Nhúng vào đây, chạm qua. Nếu xe các bạn mà bẩn quá thì lúc nào thấy cái nước này nó bẩn á thì nên thay nhá. Đó là cái mục đích mà mình có hai thùng, một thùng xà phòng và một cái thùng để rửa khăn. Là như vậy. Rồi xong. Là phần cái đèn là xong rồi nhá. Bây giờ nhúng vào cái này thêm lần nữa bắt đầu đi rửa toàn bộ xe này và kính này. Toàn bộ xe thì cứ rửa từ trên xuống. Đó, cái phần này là bẩn nhiều nhất cho nên là mình sẽ không chùi hai bên mà mình nhúng. Được cả cái phần bảo vệ này của mình là tụi mình đợt trước có sơn rubber cho nên là rửa xe rất là dễ. Đó, vậy là phần cánh cửa là xong. Rồi bây giờ mình sẽ rửa ở phía trước này nhá. Nói chung phần đá cái xe của mình á là tụi mình sơn bảo vệ bằng cái Raptor rồi, từ sơn ở nhà luôn. Cho nên bây giờ rửa xe khỏe lắm. Mấy cái bụi mà nó bị dính vào cái sơn Raptor á, có xà phòng vào cái là nó trôi đi rất là nhanh. Để mình lấy cái thang này. Các bạn rửa xe thì nhớ cẩn thận nhá. Xà phòng nó rất là trơn cho nên là đi lên xuống cầu thang rất là dễ bổ nhá.
Xe cao đi sướng nhưng mà rửa xe mệt quá mọi người ạ. Người thấp đứng tới. Mỗi lần các bạn rửa xe là nhớ dỡ cả cái mà cần gạt mưa lên nhá. Xong rồi chui sơ cho nó. Tại thường thường là cát là hay dính ở đấy lắm. Gập xuống. Đó, thì đây là phần rửa tay sơ sơ. Nó là như vậy. Để bây giờ mình tiếp tục rửa. Xong rồi sau khi mình rửa tay xong á, mình sẽ xịt nước lại rồi quay tiếp cho mọi người xem nhá. Rồi bây giờ mình đã chui tay xong rồi á, thì mình sẽ xịt nước lại nhá. Đó, rửa như thế này á là bao sạch mà không bị sượt xe à. Mất thời gian nhưng mà yên tâm. Sau khi mà xịt tay rồi á, thì mình sẽ sử dụng tiếp cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này mục đích của nó là để nước mưa nó trôi rất là nhanh, nó không bị bám trên xe. Thì nếu mà nước mưa nó trôi nhanh á, thì xe bạn sẽ không bị bẩn. Đây, mình cho các bạn xem cái sản phẩm này nè. Đó, mình sẽ để vào trong cái lò này. Để vào trong cái lò này thôi, một cái lò này là đủ xịt cho cái xe của mình. Cái tỷ lệ để pha cái này á, là 50ml của cái này pha với 450ml nước. Nhưng mà cái này thì nhỏ hơn là 450ml, cho nên là mình sẽ đổ ước lượng thôi, chứ không cần phải chính xác đâu nha. Lắc đều này, trong đó ngập lại. Ok, cũng giống như vậy. Thì bây giờ mình gắn vô cái súng để mình xịt tiếp này. Sau khi xịt xong thì sản phẩm Happy Ending bằng cái máy rửa xe, thì bây giờ có một cái tip cho các bạn là các bạn dùng cái vòi nước bình thường, không cần gắn vòi, không cần gắn cái đầu gì hết á, xả lên trên xe một lần, xả nhanh thôi, không cần xả kỹ. Thì mình sẽ cho các bạn biết, cho các bạn xem cái hiệu quả của cái sản phẩm Happy Ending là như thế nào nhá. Ok, bây giờ mời các bạn xem này. Trên xe là có những hạt nước như thế này ấy. Bây giờ mình xả nước này. Đó, thì cái tác dụng của cái sản phẩm Happy Ending này á, đã làm được là tôi rất là nhanh, là không còn lại trên xe bao nhiêu này nữa. Đó, các bạn thấy chưa? Nước mà tôi, đó, nước tôi rất là nhanh luôn, đặt lại trên xe mới nhiêu. Thì như vậy sẽ giúp các bạn lau khô lại xe rất là nhanh. Và sau đó là xe của bạn đã sạch rồi, nhưng mà sẽ có thêm một số sản phẩm nữa nên dùng thêm. Thì hôm nay trời tối rồi, thì mình sẽ không quay nữa để đợi video tiếp theo. Nếu các bạn ủng hộ, mình sẽ quay cho các bạn xem là những cái sản phẩm tiếp theo để mà xài cho xe khi sau khi rửa xong là những sản phẩm gì. Đó, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tụi mình. Tụi mình là YK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người xem video nhớ ủng hộ tụi mình bằng cách là đăng ký kênh của mình, subscribe, like và share, comment ủng hộ cho channel của tụi mình nữa nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người.